Hôm nay mình sẽ chia sẻ món củ cải nhé. Nhưng mà trước khi phải chia sẻ cái món củ cải này thì xào tỏi này thì mình sẽ nói về cái công dụng của cái củ cải này. Như các bạn biết, củ cải trắng này người ta gọi là quý như nhân sâm ấy, thậm chí hơn cả nhân sâm. Bởi vì sao? Vì trong củ cải nó có rất là nhiều công dụng và đặc biệt là nó nhiều chất tốt cho sức khỏe. Củ cải thì có tính, có vị ngọt, hơi cay, đắng, tính bình, không độc, có tác dụng chữa ho, long đờm, lợi tiểu, kích thích tiêu hóa và bảo vệ dạ dày. Chúng ta có thể dùng khô, dạng khô hay là dạng tươi như này đều được. Nếu mà dùng củ cải mà để ăn trực tiếp bằng cách xào tươi với tỏi này thì nó sẽ chữa được cho chúng ta táo bón này, miệng khô đắng. Nên chúng ta hãy thường xuyên bổ sung vào nếu mà chúng ta hay xảy ra cái tình trạng táo bón và khô đắng miệng bằng cách là một tuần chúng ta ăn 3 đến 5 lần củ cải xào tỏi như thế này. Và về cái công dụng của củ cải thì chúng ta biết là củ cải có tác dụng làm giảm cholesterol trong cơ thể. Thế nên khi mà chúng ta ăn cái chế độ ăn uống mà có củ cải như này thì nó sẽ làm cho nồng độ cholesterol của chúng ta nó giảm đi rất là nhiều và có tác dụng giảm đau hiệu quả nữa, vì trong cái củ cải nó có tính kháng khuẩn và hoạt lạc gân cốt, có hiệu quả làm giảm đau ấy, làm giảm cái mệt mỏi, đau bụng, nhức cơ bắp, đau khớp, nên nó sẽ giúp cho chúng ta giảm đau rất là nhiều, thậm chí hỗ trợ cho chức năng gan thận hoạt động tốt. Chức năng gan khỏe mạnh, hoạt động tốt, chất béo được chia nhỏ một cách hiệu quả để giúp giảm cân, ngăn ngừa mệt mỏi và buồn nôn ấy, giúp cho não bộ của chúng ta tốt hơn nữa, và đặc biệt là có khả năng chống ung thư, vì trong củ cải nó rất là giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin B và các loại khoáng chất có hàm lượng vitamin C cao và phòng tránh được thiếu máu, vì cái hàm lượng B12 trong củ cải rất là nhiều, nó thúc đẩy sự hấp thụ sắt, thế nên làm cho chúng ta không bị thiếu máu não và thiếu máu trong cơ thể, ngăn ngừa nhiễm virus nữa. Vì sao? Vì cái hàm lượng vitamin C cao nên có tác dụng làm sạch cơ thể một cách tự nhiên và tăng cường đề kháng, thậm chí nó còn giúp chúng ta chống lão hóa làn da do cái lượng vitamin A, C và đặc biệt là hàm lượng vitamin C nhiều, cho nên nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn lão hóa làn da và đặc biệt là giảm béo. Người Nhật Bản thì người ta sẽ thường thường là uống cái nước ép củ cải trước bữa ăn để giảm béo nhé, để cho con dốc dáng thon gọn. Và bây giờ mình sẽ làm củ cải xào với tỏi. Khi mà mình làm món này thì nó ăn rất là tốt, nó sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta tốt lên, khi không bị táo bón, không bị đầy hơi nữa thì cơ thể chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mình sẽ phi thơm tỏi cho mình sẽ xào. Để kết hợp cho làm món ăn chính thì hôm nay mình xào cùng với tim gà để thành món củ cải xào tim, ăn vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Cho thêm ít hạt nêm vào để chúng ta xào săn lên rồi cho củ cải vào xào cùng. Cho thêm chút muối, chút bột ngọt, đó là xong rồi. Món này tuy đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon và hao cơm, vừa là món ăn chính nhẹ vừa tốt cho sức khỏe. Các bạn thấy không, khi mà xào chín lên nó rất là ngon luôn, mướt luôn, được cho ra đĩa nhé. Bắt đi ra thơm lên trên rồi. Đây là cái món ăn rất là ngon và tốt cho sức khỏe. Bạn hãy bổ sung vào danh sách những món ăn ngon mà tốt và chúng ta nên bổ sung một tuần 2-3 lần. Bây giờ mình sẽ dừng những cái clip này đây.